Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Tổng giám mục Hoa Kỳ, ngài tên là Samuel J. Aquila, đã đưa ra một thư ngỏ gửi đến các Kitô hữu liên quan đến tu chánh án 79, còn được gọi là quyền phá thai, sẽ xuất hiện trong lá phiếu của tiểu bang Colorado vào mùa thu này. Ngài kêu gọi mọi người bỏ phiếu chống lại đề xuất này, nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của tu chánh án và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ, trẻ em, gia đình và tiểu bang. Để biết thêm về thông tin về chiến dịch chống lại quyền phá thai, quý vị và anh chị em có thể truy cập vào trang web righttoknowco.com. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là thư ngỏ của ngài. Hôm nay tôi viết thư này với tư cách là người chăn dắt anh chị em, mang một mối quan ngại sâu sắc về tu chánh án 79 sẽ có mặt trong lá phiếu của tiểu bang Colorado vào mùa thu này. Là người Công giáo, chúng ta được kêu gọi xây dựng một nền văn hóa sự sống. Chúng ta tin vào phẩm giá vốn có của con người và rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Chúa và là một phần trong kế hoạch của Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ thúc đẩy phẩm giá của sự sống từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Hành động vợ chồng và việc chia sẻ tạo dựng con người là phước lành mà Chúa ban cho con người trước khi sa ngã. Thật đáng buồn, ngày nay một số người Công giáo bị lôi cuốn bởi tiếng gọi của con rắn, giống như Adam và Eva khi sa ngã, và ủng hộ tu chánh án này, tạo ra một cái gọi là quyền phá thai. Hơn nữa, chúng ta tin rằng các bậc cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con cái trong đức tin và có trách nhiệm với con cho đến khi chúng trưởng thành. Điều mà tu chính án này bất chấp một cách nguy hiểm. Dựa trên đức tin vào Thiên Chúa và những giáo huấn cơ bản của Kinh Thánh và truyền thống, tôi kêu gọi anh chị em bỏ phiếu chống lại tu chính án 79, còn được gọi là quyền phá thai. Đề xuất này đi ngược lại phẩm giá con người ở ba khía cạnh. Nó tạo ra quyền hiến pháp cho việc phá thai không hạn chế trong suốt 40 tuần mang thai, loại bỏ luật thông báo cho phụ huynh và cho phép quỹ công tài trợ cho phá thai, điều hiện đang bị cấm. Colorado đã có một số quyền phá thai mạnh nhất trên thế giới, và đề xuất này còn cực đoan hơn. Nếu chúng ta không đánh bại điều này, luật bảo vệ sự sống sẽ không thể được thông qua do quyền hiến pháp về phá thai. Và vô số trẻ em mà chị Chúa mới biết sẽ chết ở Colorado vì phá thai được nhà nước tài trợ. Để được thông qua, đề xuất cần 55% số phiếu, và dữ liệu thăm dò gần đây cho thấy nếu nhiều người dân ở Colorado biết được tất cả những gì tu chánh án này sẽ mang lại, sự ủng hộ sẽ giảm xuống còn 47%, khiến sự ủng hộ rơi xuống dưới mức cần thiết để phe ủng hộ phá thai giành chiến thắng. Chúng ta có một con đường để chiến thắng. Người dân Colorado cần biết rằng tu chính án 79 tạo ra quyền hiến pháp về phá thai và cấm bất kỳ giới hạn nào đối với việc phá thai muộn. Ngay cả các hạn chế đối với việc phá thai trong tháng thứ 9 đối với những người mẹ và em bé khỏe mạnh cũng sẽ bị cấm theo tu chính án 79. Dữ liệu từ Viện Kế hoạch Gia đình ủng hộ phá thai cho thấy sự gia tăng số lượng phá thai muộn ở Colorado kể từ quyết định vào năm 2022. Rất có thể tu chánh án này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể hơn nữa trong các ca phá thai ở Tam Cá Nguyệt thứ 3, khi thai nhi có thể cảm nhận được sự đau đớn và sống sót ở bên ngoài tử cung. Điều quan trọng cần biết là không phải tất cả các thủ thuật y tế, ngay cả một số thủ thuật dẫn đến cái chết của thai nhi, đều là phá thai. Phá thai là hành động cố ý giết chết đứa trẻ chưa chào đời. Phe ủng hộ phá thai lợi dụng các bà mẹ và gia đình đau lòng để thúc đẩy mục tiêu của họ, tuyên bố rằng chăm sóc y tế sau khi sảy thai hoặc khi thai chết lưu tương đương với phá thai. Điều này là sai.
Phá thai không bao giờ là chăm sóc y tế. Chăm sóc y tế không nhằm vào cái chết của đứa trẻ. Tôi khuyến khích anh chị em nghiên cứu nguyên tắc tác động kép để hiểu sâu hơn về sự khác biệt quan trọng này. Một khía cạnh đáng lo ngại khác của tu chính án này là lệnh cấm luật thông báo cho phụ huynh. Phe ủng hộ phá thai cố ý sử dụng những từ ngữ như sẽ không cản trở về quyền phá thai trong các tu chính án của họ. Điều này có nghĩa là tất cả các luật bảo vệ quyền của phụ huynh sẽ bị vô hiệu hóa. Ở Colorado, không giới hạn độ tuổi đối với phá thai và tu chánh án 79 sẽ ngăn cản cha mẹ được thông báo nếu con gái 15 tuổi của họ phá thai. Cha mẹ phải có quyền quyết liệu con gái tuổi vị thành niên của họ có đang bị ép buộc phá thai bởi bạn trai hoặc ai đó có thẩm quyền như huấn luyện viên, giáo viên, y tá hoặc cố vấn của trường hay không. Thứ ba, tu chánh án này sẽ cho phép tài trợ công khai phá thai mà không có bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào. Điều này có nghĩa là nếu tu chánh án được thông qua, tiểu bang có thể yêu cầu tài trợ công cho các ca phá thai muộn cho cả phụ nữ trong và ngoài tiểu bang. Nếu tu chánh án này được thông qua, cơ quan lập pháp ở Colorado có thể phân bổ hàng triệu đô la mỗi năm cho việc phá thai ngay từ năm 2025. Như thể đó chỉ là một quy trình ngân sách thông thường. Cuối cùng, mặc dù phá thai là sai về bản chất và không chỉ vì hậu quả lâu dài, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về hậu quả của một vụ phá thai và sự khác biệt mà nó tạo ra trong cuộc sống và lịch sử. Hãy tưởng tượng nếu một trong những ông bà của bạn đã bị phá thai, ai sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay? Khi tôi nghĩ về kết quả, nếu bà của tôi không được sinh ra, mẹ tôi và bảy dì và chú của tôi sẽ không ở đây. 25 anh chị em họ đầu đời sẽ không ở đây. 26 anh chị em họ đời thứ hai sẽ không có mặt. Và cứ thế mà tiếp tục. Hoặc hãy tưởng tượng nếu như ông Martin Luther đã bị phá thai và lịch sử sẽ thay đổi như thế nào khi không có ông trong phong trào dân quyền. Liệu chúng ta có thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự phá thai hay chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chỉ là một trò chơi ngẫu nhiên không có ý nghĩa hay mục đích? Là một cộng đồng, chúng ta phải đoàn kết với nhau để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta và bảo đảm rằng luật pháp của chúng ta phản ánh sự tôn trọng đối với sự sống, quyền của cha mẹ và sự thật rằng sự sống là một món quà. Mỗi người Công giáo được Thiên Chúa kêu gọi bảo vệ sự sống. Tôi kêu gọi anh chị em hãy cân nhắc về những hậu quả nghiêm trọng của tu chính án này và hãy cùng tôi phản đối nó. Và nếu ngoài lá phiếu của mình, anh chị em muốn ủng hộ chiến dịch chống lại tu chính án khủng khiếp này, xin hãy truy cập vào trong trang web righttoknowco.com. Vì người dân Colorado có quyền biết những gì tu chánh án gây thiệt hại này sẽ làm cho các thế hệ tương lai. Thân ái trong Đức Kitô, Đức Tổng Giám mục Samuel J. Aquila, Đức Tổng Giám mục Denver. Kính thưa quý vị và anh chị em, đây là thư ngỏ của Tổng Giám mục Samuel J. Aquila về tu chánh án 79, đặt ra một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phá thai, đạo đức và các giá trị truyền thống của Công giáo. Trong lá thư này, Ngài đưa ra những cái lập luận mạnh mẽ đối với tu chánh án 79 với lý do rằng nó sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và toàn thể cộng đồng. Còn quan điểm của quý vị và anh chị em như thế nào, hãy để lại những lời comment bên dưới. Quang Hải xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải Vlog để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.